Ủa, chị hai, cô Út tính đi đâu hả? Em tính là qua bên chị Dung chơi. À, sẵn tiện á, hai chị em mình đi qua bển luôn đi. Thôi, cô đi một mình đi. Ủa, sao tự nhiên mặt mày chị hai tối sầm vậy? Mà nè, từ rày cô bớt thân thiện lại với cổ đi, kẻo không sau này xin chuyện không hay đó. Sao vậy chị hai? Từ trước tới bây giờ mấy chị em mình hợp ý lắm mà. Cái đó là hồi trước, lúc nó mới về cái nhà này còn khờ dại, còn bây giờ thì khác rồi. Tưởng đâu cưới vợ lẽ về cho anh Tư của cô, cho có đôi có cặp, ai ngờ nó còn quá trời quá đất hơn con Thảo nữa. Nè nè, nó là cái thứ gái hư hỏng, là cái thứ mà lẳng lơ hay liếc mắt đưa tình với chồng người ta lắm đó nghe. Chị hai, chẳng lẽ anh hai đương tàng tiểu với anh hai em hả? Anh hai cô không có tính đó đâu. Tôi lo là lo cho cô á. Cô lo mà giữ chồng đi nghe, chứ không thôi là mất chồng như chơi đó. Thôi, tôi về à. Ủa chị, chị ba, bộ chị đang có tâm sự hả? Em đừng có ngồi như vậy, em ngồi lên đi. Chị có chuyện này muốn hỏi em. Khi mà chồng em lấy thêm vợ hai á, thì cảm giác của em như thế nào? Em cũng không biết nói làm sao nữa. Em cứ nghĩ gì thì em nói đó. Nếu như mà nói không có cảm xúc gì á thì cũng không đúng. Còn nếu như em nói ghen tuông hay hụt hẫng thì cũng không hẳn. Có lẽ vì em không có tình yêu sâu đậm với chồng của mình. Em cũng không biết nữa. Ủa, bộ vợ chồng chị không được vui hả? Nè, sao giờ này mà ngồi đây tám chuyện vậy? Tính trốn việc hả? Em đi trước nha chị. Út, sao em lúc nào cũng có ác cảm với Thảo hết vậy? Thảo là người tốt mà. Nó mà tốt cái gì? Chị á, lúc nào cũng la cà nói chuyện với nó không à. Nó mà tốt thì đâu có đi giật chồng người ta. Em nói cái gì vậy? Cái gì mà giật chồng ở đây? Bộ nó giật chồng em hả? Bây giờ thì không có, nhưng mà ai biết được sau này có hay không chứ. Chị không nói chuyện với em nữa. Chị đó, suốt ngày chỉ ở bên những người ngoài không à. Có gì với nhau không vậy? Có gì là có gì. Em hỏi gì lạ vậy? Vì em thấy á, chị ta rất là hay để ý em. Nhiều khi nói những câu bóng gió, giống như là ghen tuông vậy đó. Mà em cũng từng thấy anh với chị ta rất là thân thiện với nhau. Đúng là anh với chị ta có giao kèo với nhau. Cái gì? Cứ nghe nói hết đã. Anh với chị ta là cùng phe với nhau. Anh nói vậy là sao? Nghĩa là chị ta cũng biết hết kế hoạch của anh hả? Thì anh cứ giả vờ anh nói là anh sẽ hỗ trợ cho vợ chồng chị ấy để được thừa hưởng tài sản mà thôi. Vậy còn mình thì sao? Tại sao em khờ quá vậy? Anh nói như vậy với mục đích là cái gì? Là muốn chị ta phải toàn tâm toàn ý đối với mình và tin tưởng mình, rồi sau này chị ta có thừa hưởng được tài sản thì mình ra tay cũng đâu có muộn. Liệu có được không đó? Chị ta không phải là người hiền đâu nha. Sao đổ lại mình chứ? Anh quên là còn anh hai nữa hả? Trời, cái thằng đó chỉ là thằng vô dụng thôi. Em khỏi phải lo. Anh đi đâu mới về đó? Đi mần về. Chẳng phải trước đây anh nói là anh không muốn nhờ vả gia đình tôi hay sao?
Tự nhiên bây giờ lại hồ hởi với công việc mà cha tôi giao dữ vậy? Cha cô giao tôi không thể nào từ chối. Không thể hay là không muốn? Anh dở chi cái giọng đạo đức làm gì? Chẳng phải là anh cũng muốn gia sản nhà tôi hay sao chứ? Nè, cô muốn mừng chi thì cô mừng đi, sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Anh cũng đâu tới nỗi ngu khờ ha. Cô cũng đâu có vừa gì. Thôi được rồi, tôi đi. À dạ. Nè. À, Dương ba. Dương Út tới đây làm gì vậy? Dạ thưa Dương ba, Dương Út tới đây đang kiểm tra sổ sách. Từ sáng tới giờ đó Dương. Kiểm tra sổ sách hả? Dạ. Ủa anh ba, sao trùng hợp vậy? Tôi cố tình đi tìm Dượng đó. Có chuyện gì không anh? Tại sao Dượng lại tự tiện đi đến chỗ của tôi lục lọi sổ sách như vậy? Đừng có nghĩ được cha chiếu cố thì muốn làm gì thì làm nghe. Thưa anh ba, em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ dựa dẫm vào ai để tác quai tác quái hay là ức hiếp ai hết. Tất cả em chỉ làm theo lời cha thôi. Cha biểu sao em làm vậy à? Nhưng ít ra thì Dượng cũng phải báo với tôi một tiếng chứ. Ờ, tại vì em không nghe cha biểu làm như vậy, cho nên em không dám làm. Nếu mà anh muốn tỏ chuyện gì á thì xin anh hãy tới gặp cha. Thôi, bây giờ em có việc phải đi rồi. Anh ba uống nước đi nha. Em đi trước. Coi như tao thua mày lần này, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Dạ thưa cha, trong đây con có đánh dấu mấy chỗ ghi số tiền thu chi không rõ ràng, chênh lệch với thực tế cao quá. Chắc là có khúc mắc gì ở đây. Cha sẽ xem xét kỹ lại mấy cái mục này, nhưng trước mắt con coi như là không có gì nhà Tú. Dạ, con hiểu rồi thưa cha. Chị hai. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hai người làm ơn đừng có làm cái chuyện khó coi như vậy nữa. Chị hai à, chị nói cái gì vậy? Tụi tôi vẫn là trong sáng mà. Trong sáng hả? Chỉ có trời mới biết. Chị làm gì mà trách mắng tụi tôi dữ vậy? Bộ chị là vợ của anh ba hả? Tôi nói vậy là muốn tốt cho thím thôi. Chỉ có những người ngu mới làm chuyện ngu ngốc. Chị làm gì mà nóng giận quá vậy? Hay là chị ghen? Mày im đi. Nếu như mà thật sự như vậy á thì thú vị mày... lắm á. Chị hai, chị hai. Chị hai. Dượng làm cái gì vậy? Dượng Minh đó hả? Chị hai à, chị bình tĩnh đi có được hay không vậy? Tôi không muốn là chị em phải xích mích với nhau như vậy. Chị hai, đây cũng là người của mình. Hả? Chuyện ly dị sao rồi em? Chuyện đó vẫn chưa được đâu anh à. Sao mà chưa được? Hình như em không muốn ly dị phải không? Em không muốn sống với anh suốt đời hay sao? Không có. Lòng dạ người ta như thế nào anh biết hết mà. Tại anh yêu em, anh muốn sống với em suốt đời, công khai tự do. Chứ anh không có muốn lén lút như vậy hoài đâu. Em biết. Hay là anh đợi thêm một thời gian nữa nha. Nhưng mà không thể để anh đợi lâu nghe. Em biết rồi. Em có tiền không? Cho anh vài chục đi. Ủa, tiền em đưa anh hôm trước anh tiêu hết rồi hả? Đâu có, cái tiền đó là đi làm công chuyện, làm ăn. Anh đâu có xài phung phí như em nói. Chết rồi. Bữa nay em đi ra ngoài em không có mang theo tiền nhiều. Chỉ có bao nhiêu đây làm sao đủ? Thì đó, như vậy sao đủ? Em biết mỗi lần mà thuê phòng ở đây á, tốn tiền của anh biết bao nhiêu. Hay là ngày mai đi. Ngày mai em sẽ về lấy tiền nhiều cho anh nha. Nhớ ngày mai đưa cho anh đó nghe. Ừ. Anh.
Từ từ đi anh. Trời ơi, chát của cô ba đâu rồi? Em coi nè, cái mặt thấy ghét gì đâu á, y chang như em hồi nhỏ. Thiệt vậy hả? Ừ. Ủa, chị qua đây có chuyện chi không? Chị thăm cháu chị. Với lại chị cũng muốn nói chuyện với em. Có chuyện chi vậy chị? Tài nè, Thảo là một người vợ hiền lành đức hạnh. Từ nay á, em phải đối xử tốt với nó, chứ đừng có hằn học lạnh lùng như vậy, tội nó lắm. Ai á cũng có quá khứ hết trơn á. Ví dụ như may mắn thì có được kỷ niệm đẹp, còn bằng không á thì ngược lại. Nhưng mà chung quy ra Thảo là một người phụ nữ tốt. Với lại chị có chuyện này muốn hỏi em. Mấy bữa chị hay có qua phòng của em Dung chơi. Chị thấy phòng em Dung có một sợi dây chuyền mặc bằng cẩm thạch rất là đẹp. Em Dung nói là em mua tặng cho cổ. Em mua ở cửa tiệm nào vậy? Nói chị nghe với, chị cũng muốn đi mua. Sợi dây chuyền bằng cẩm thạch hả? Ừ. Làm gì có chứ, em đâu có tặng cho cổ sợi dây chuyền nào đâu. Sao kỳ vậy ta? Cổ nói là em mua tặng cổ á. Hồi nào giờ á, em mua nhiều thứ để tặng cổ lắm, nhưng mà sợi dây chuyền là không có rồi. Với lại kỳ rồi em hơi kẹt, cho nên gom hết vàng của cổ bán rồi, làm gì còn sợi dây chuyền nữa chứ. Có chuyện chi à? Không có gì. Thôi em nghỉ ngơi đi nha. Ừ. Người tình của anh ta lại là người cùng nhà của mình sao? Sợi dây chuyền sợi dây chuyền nào chị? Dây chuyền có mặt ngọc á. À, sợi dây chuyền này hả? Lần trước em với chồng em đi mua đó. Không, không phải. Là của ta sao? Không phải đâu, mình nghĩ sai rồi. Không đời nào, không đời nào họ đối xử với mình như vậy đâu. Không đời nào. Chị ba, có chuyện gì vậy? Chị, bộ vợ chồng chị có chuyện gì hả? Sao chị khổ quá? Chị đâu có thiếu gì đâu, cái gì chị cũng có. Nhưng mà tại sao chồng của chị lại phải chia cho người khác? Đàn ông á, họ giống tham lam như vậy sao? Chị ba, mình là đàn bà, sinh ra trên đời này chỉ để đàn ông và người đời bẩn cần. Vượt qua được thì sống, không vượt qua nổi thì chết. Chị mạnh mẽ lên, chị cố gắng lên. Đau đớn lắm, làm sao mà chị chịu nổi chồng chị đi với người khác, mà lại là... Là ai hả chị? Không, chị thấy đời mình thật là bất công. Sinh ra là phận đàn bà đã là bất hạnh rồi chị. Dù giàu sang hay nghèo hèn thì đàn bà luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Thà bất chị làm trâu làm ngựa chị cũng nặng. Nhưng mà, nhưng mà như vậy chị chịu không nổi. Thôi chị.
Không biết chị ta có biết người tình của chồng mình là ai không ta? Chị ta biết chồng mình ngoại tình, nhưng chị ta có biết người đó là mình không ta? Nếu chị ta biết người đó là mình rồi nói ra, mọi chuyện đổ bể hết thì sao trời? Mình à, cái gì vậy Mình? Trời đất ơi, ngồi suy nghĩ chuyện chi mà giật mình dữ vậy hả? À, nãy giờ em đang suy nghĩ coi có cách nào á để cha để lại cửa hàng cho mình, mà nghĩ hoài nghĩ không ra. Trời đất ơi, nghĩ chi cho nó mệt dữ vậy? Đang yên đang lành, ăn sung mặc sướng, nghĩ tới chuyện mần chi cho nó cực dữ vậy? Trời đất ơi, mình cũng phải nghĩ tới cái tương lai nữa chứ. Không lẽ bây giờ cứ ăn chơi như vậy hoài hay sao? Mình mà không lo thủ thân á, mày mốt cha không chết, mấy đứa kia nó bu lại nó chia tài sản hết, rồi lúc đó vợ chồng mình đi ra đường ăn mày hả? Tôi nói cho mình biết nha, cái gia sản nhà này á, ăn cả đời cũng không hết đâu. Mà hơn nữa, người thừa kế căn nhà này á là tôi chứ không ai khác hết á, mình đừng có lo. Mình quên là còn vợ chồng của chị Hai hay sao? Cái chi? Anh chị Hai hả? Anh Hai á, anh không có màng tới đâu. Lo mừng cái chi, mệt quá đi, về bóp vai cho tôi cái coi. Lẹ. Ừ. Thảo ơi, giờ chị phải làm sao đây? Chị cố gắng một thời gian nữa coi sao. Đàn ông mà, họ đi vài hôm rồi họ cũng quay về thôi. Không lẽ mình cứ phải chịu cảnh như vậy? Sao chịu được cái cảnh mà người ta coi thường mình chứ? Chị xin lỗi em, em cũng làm vợ, em cũng phải chịu khổ gấp mấy lần chị. Có đáng gì với em mà chị phải than khóc với em? Em khổ từ nhỏ, em quen rồi. Khổ thêm một chút nữa thì cũng không sao hết. Đàn bà nỗi khổ nào cũng lớn hết. Là chị em, chị chia sẻ được gì thì chị cứ chia sẻ, nói ra được gì thì sẽ đỡ đau đớn trong lòng lắm. Thảo à? Dạ. Hiểu coi. Em đi. Có chuyện gì vậy Hạnh? Sao em lại ngồi buồn ở đây? Dạ không có gì hết. Có gì thì cứ tâm sự ra đi, chứ để trong lòng mệt mỏi lắm. Em không có gì thiệt mà. Có phải Dương Ba mừng chi khiến cho em buồn không? Anh không mừng gì để em buồn hết. Thôi em vô trong nha. Có chuyện gì buồn á thì phải nói ra đi chứ. Chị, lên phòng của cha má gom đồ xuống giặt luôn kìa. Tôi nói sao chị không trả lời? Bộ chị điếc hả? Cái đó là cô phải mần. Sao cô kêu tôi? Tôi không mần, chị mần đi. Vậy thì để tôi báo lại với cha như vậy, khi nào cha biểu á thì tôi mần. Út Đẹp. Dạ. Mày đi lên phòng ông bà chủ gom đồ xuống giặt luôn cho tao. Sẵn đi ngang phòng tao á, dọn phòng luôn cho tao nghe chưa? Dạ. Ráng đi nha. Trời đất ơi, xếp gọn lại mày làm cái gì vậy? Dạ. Trời ơi, thôi đưa đây đi. Xếp mền mà cũng biết xếp nữa. Mày đem đồ đi giặt cho tao đi. Dạ. Trời đất, mày biết quần áo là quần áo tiểu thơ không? Mày làm như vậy rồi, nhăn nheo hết rồi sao? Thì tình á, cái lũ nghèo hèn dốt nát. Đồ chảnh chẹ, đồ hắc dịch, đồ khó ưa. Trời ơi là trời, đồ nghèo hèn dốt nát. Đồ của tao mà mày phơi vậy á hả? Dạ, 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 con xin lỗi. Cái ông này, dám chọc người. Ê, nè, dạ. Chọc nè, chọc nè, đỏ như... Nè, có chuyện gì mà dựng khi tôi ra gấp vậy? Thằng Tú nó đã biết chuyện tôi làm giả chương sổ sách rồi. Sao nó biết? Thank you.
Tự nhiên khi không nó tới cửa hàng để kiểm tra. Cái gì? Nó dám hả? Tất nhiên là nó không bao giờ dám làm cái chuyện đó. Mà tại vì cha đứng sau lưng kêu nó làm như vậy. Thiệt á, không biết làm sao mà cha làm gì trọng dụng nó dữ vậy không biết nữa. Thì bây giờ chị thử nghĩ coi, thằng Tú á thì nó giỏi tài nịnh hót, thì tại vì nó là người học rộng, nó hiểu biết nhiều, nên cái kế hoạch của nó cũng thâm hiểm hơn người bình thường. Rồi về dựng tính thì sao? Thì bây giờ trước mắt á là tôi sẽ năn nỉ nó. Tôi nói với nó là đừng có tâu chuyện này với lại cha. Mà liệu nó có chịu hay không? Bây giờ nó chịu hay là không chịu thì vấn đề đó mình tính sau đi. Quan trọng là cha đừng có biết cái chuyện này là được rồi. Đúng là cái kim giấu trong bọc có ngày cũng lòi ra mà. Nếu như lần này cha mà phát hiện ra thì tôi cũng không biết phải như thế nào nữa. Chắc có nước tôi chết. Dượng ba. Cách gì? Bây giờ mình phải tìm cách nào đẩy nó ra khỏi nhà trước khi nó tiết lộ bí mật này với cha. Ý chị nói là đuổi thằng Tú hả? Ừ. Được. Nhưng cách nào? Thì Dượng có cái đầu sống chưa nghĩ đi. Tôi chỉ có cách đó thôi. Chị Dượng làm được thì làm, không được thì thôi. Ờ, tôi hiểu rồi. Thưa chị hai. Nè. Vậy sao cô không vô bận việc mà ngồi đi ăn vậy? Cha đi miệt dưới rồi, mắc mớ gì tôi phải mần chi cho cực thân. Tôi không có ngu giống như ai kia, suốt ngày cái nài lưng làm trâu bò cho thiên hạ. Cô nói vậy mà nghe được hả? Sao không được? Chỉ có mấy đứa ngu dại thì mới đi làm tôi mọi cho người ta thôi. Phận làm dâu con, chăm sóc gia đình chồng là điều tất yếu. Cô bỏ bớt cái thói trăng hoa của mình đi. Không á, đu cao có ngày té đau đó. Chị nói vậy là ý gì? Cô nên nhớ, cô là gái đã có chồng, và chồng của cô lúc nào cũng theo cô. Đừng có dở cái thói mèo mã ra, có ngày á nhận hậu quả khôn lường đó, biết chưa? Muốn nói gì? Nói thẳng ra đi. Nhà này á tai mắt nhiều lắm, nếu mà mần chuyện sai trái loạn luân, chết có ngày đó. Không có được nhục mạ tôi đó nha, chị không có đủ tư cách đâu. Nếu cô muốn người khác không biết á thì mình đừng làm. Không lẽ nào chị ấy biết hết chuyện của mình rồi ta? Anh ơi, hình như là bà Thảo biết hết chuyện của mình rồi đó. Cô ta nói với em cái gì? Chị ta chỉ bóng gió, ngầm cảnh báo với em là phải biết giới hạn của gái đã có chồng. Chắc có lẽ là cô ta thấy mình nói chuyện thường xuyên nên mới nghi ngờ như vậy. Nhưng mà nếu lỡ như chị ta đã biết thiệt thì sao? Nếu như mà biết được sự thật thì cô ta đã nói cho tất cả mọi người biết rồi. Em cứ yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Mà nè, nghe anh dặn kỹ nè. Kể từ bây giờ anh với em phải tuyệt đối cẩn thận, không để cho cô ta nắm thoát, hiểu chưa? Ừ. Em về trước đi. Nè, tôi thấy là mình nhờ lấy tôi, cho nên bây giờ mới được cha trọng dụng đó. Từ giờ trở đi mình phải biết cư xử làm sao cho phải phép với tôi à. Những thứ đó tôi không cần tới, cho nên mình đừng có nói nữa. Cái gì? Mình nói là mình không cần hả? Mình giả bộ hả? Tôi không cần gia tài, tôi sẽ tự thân làm, nên tôi không có nhờ giả gia đình vợ hay ai cả. Cô thôi đi. Đồ điên! Ý trời ơi! À, má, má, má! Má! Hết hồn à, xém chút vô mặt tao rồi. Con xin lỗi má, con không biết má vô. Con tức là con tức ông Tú kìa. Mày bỏ cái thói hung dữ đó đi, có ngày nó chán mày đó. Chán thì càng tốt đó má. Má coi đó, anh ta nhờ ai mà được cha trọng dụng chứ. Vậy mà con nói tới, anh ta còn nói là anh ta không cần, anh ta sẽ tự mình mần nên. Má coi có phải phản hay không? Cái gì? Nó dám nói như vậy đó hả? Ừ. Đúng là phản phúc mà. Mình sắp có cơ hội rồi thì mình phải biết nắm bắt nghe.
đừng có để thất bại nữa đó. Mình, mày có nghe tao nói gì không? Tôi biết rồi. Biết rồi, mình đừng có chu đầu với mấy cuốn sách này nữa. Mình nhìn tôi nè, nghe tôi nói nè. Mình đó, khôn lanh lên giùm tôi một chút xíu đi. Đừng có mà vô lo vô nghĩ như vậy nữa. Có ngày tay trắng đó, một cục đất chọi chim cũng không có nữa. Đừng có nói là cơm ăn. Tôi đã nói là tôi không thích mấy chuyện làm ăn đó, mà mình cứ ép hoài. Anh đó, anh đúng là cái đồ dại hết chỗ nói à. Đàn ông gì mà bất tài, vô dụng. Không biết tại sao tôi lại nhớ phải anh làm chồng. Có một người chồng như anh không có còn hơn. Anh nhìn kìa, dượng ba, dượng út, ai cũng thông minh hết trơn á. Được cha má trọng dụng giao công việc, chứ không phải giống như cái kiểu không ra gì nhanh. Nếu mà mình ngưỡng mộ tụi nó như vậy thì đi mình lấy tụi nó, đi lấy thằng Phát làm chồng. Mình. Dạ con mời mợ. Không ăn uống giả đó. Tôi nói ông á, cứ tin người vô tội dạ đi, rồi có ngày nó phản cho. Ý bà muốn nói cái gì bà nói đại đi. Thì tôi nói thằng Tú chồng của con Phụng đó, bây giờ nó ra mặt phản rồi. Nó nói á là nó không cần ai hết, tự nó làm. Trời ơi, thằng Tú vốn tính tình nó thẳng thắn, nó trung thực. Nó nói vậy thôi bà để tâm làm cái gì. Ông nói sao chứ, tôi thấy bây giờ nó ra mặt phản rồi á. Vậy á mà ông còn tín nhiệm nó nữa. Có ngày á nó đưa hết của cải nhà này đi cho ông coi. Tại bà đa nghi quá. Tôi vợ tôi không có tin ai hết á. Ở đời lòng dạ con người mần sao mà đoán được. Tin để có ngày chết hả? Tôi nghĩ khác. Có khi người ngoài á vậy á, mà họ sống có tình có nghĩa hơn người ở trong nhà này. Ôi trời, người dân nước lã mà tình nghĩa cái gì chứ. Bộn điên hả? Bà nói gì vậy? Mới nói gì? Nói gì quên à. Dượng nghĩ ra cách gì chưa? Dĩ nhiên là có rồi. Dượng đúng là tài giỏi. Không uổng công tôi tín nhiệm Dượng rồi. Mà Dượng nghĩ ra cách gì rồi? Nói tôi nghe thử. Để thằng Tú thất bại chỉ có một cách. Đó là hạ đi sự tín nhiệm của nó. Nhưng mà làm sao để hạ được sự tín nhiệm của nó? Phá khách hàng của nó. Phá khách hàng của nó. Chào Dượng. Đây là thù lao ban đầu của ông. Ông yên tâm đi, khi nào xong việc ông sẽ được gấp ba số này. Vẫn muốn tôi mừng chứ? Tôi cần ông trợ giúp một tay để phá các mối hàng bên đó. Dạ không được đâu Dượng ơi, tôi không nhận đâu. Cứ làm theo những gì tôi nói, tôi không đeo chịu thiệt đâu. Nghe kỹ những lời tôi nói. Dạ. Vậy nha, gấp ba số tiền này. Dượng, Dượng. Hiểu sao á, lúc này em đi ra đường á là má hay canh dữ lắm, hỏi đủ thứ chuyện không biết đường trả lời. Rồi em nói sao? Em cũng chỉ nói với má em đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè vậy thôi. Rồi má có tin không? Không biết nữa, mà giờ chưa thấy gì hết. Em có mang theo tiền cho anh không?
còn có nhiêu đây à? Mấy lần đưa cho anh em hết trơn tiền luôn rồi. Bao nhiêu đây mà thấm tháp gì? Hay là em tìm cách em vay mượn cha má cho anh một số kha khá được không? Không được đâu. Lỡ như mà cha má em hỏi, em không biết trả lời sao đâu. Em nói hùng hợp với bạn làm ăn. Không được. Lỡ như mà cha phát hiện ra em lừa cha, cha mà cắt lương luôn á, chắc em chết. Em nói thật khó tin. Chắc là em đang giấu ở nhà, sợ chồng phát hiện ra nên không cho anh mượn chứ gì. Anh không tin em hả? Anh không tin em thì thôi đi. Cô là cô con gái nhà họ Đồng giàu nhất xứ này, nghĩ sao mà mang vài đồng bạc lẻ trong người vậy? Ai tin? Anh không lấy thì thôi, trả lại đây cho tôi. Đây, không lấy là hả? Đừng có không. Tại sao? Hàng của tôi đâu? Dạ dạ, vậy là ráng vài bữa đi. Vài bữa nữa em giao hàng cho. Không có vài bữa. Nói chung cái đơn hàng này là quỷ, quỷ liền, không có nói gì hết trơn, quá trời chậm trễ rồi. Vài ngày nữa có hàng là giao không liền. Không có vài ngày, nói chung là quỷ. Nè, nè, anh, nè. Cái gì vậy? Ai quỷ cái gì? Dạ con không hiểu sao nữa. Mấy hổng đại là khách hàng toàn quỷ những đơn đặt hàng lớn không á. Thiệt á, hàng đã về đầy đủ hết trơn rồi mà quỷ hàng như vậy á, con cũng biết tính sao nữa. Sao có thể như vậy chứ? Để tôi ra nói chuyện với họ. Dẫn, Dẫn cứ yên tâm đi, chuyện này là của con, để con giải quyết cho. Dẫn ngồi đây đi, ngồi xuống. Để con giải quyết cho. Sao giờ cậu lại ngồi thừ ra đây rồi uống nước trà vậy? Đáng lý ra bây giờ cậu phải ra cửa tiệm lo đẩy doanh thu cửa tiệm lên. Cậu mà không làm như vậy á là sau này cậu trắng tay đó. Cảm ơn. Chuyện của tôi á tôi tự lo được, không cần anh phải quan tâm đâu. Anh lo cho cái cửa tiệm của anh kìa. Anh thì cũng chỉ là anh rể mà thôi, có làm cho nhiều thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Còn cậu thì khác. Cậu là con của ông hội đồng, đáng lý ra bây giờ tất cả mọi thứ phải thuộc về cậu. Nhưng bây giờ cậu nhìn đi, hiện tại bây giờ cậu có được cái gì? Không đúng không? Cậu Tư à, tôi đang nghi là có người đang muốn chiếm vị trí và tài sản của cậu. Rõ quá rồi còn gì. Thì cậu cướp vợ của nó, cho nên bây giờ nó âm mưu, nó cướp lại tài sản của cậu để trả thù vậy thôi. Dễ hiểu quá mà. Tất cả cũng đều tại cậu, cũng đều tại chị Thảo hết. Cái bà đó làm như bà ám cái nhà này hèn sao đó mình. Có khi bà đứng đằng sau cái kế hoạch này, xúi dục âm mưu là để chiếm đoạt cái tài sản, rồi sau đó cùng nhau tái hợp để hưởng thụ. Cũng dám lắm à. Người ta hay có cái câu tình cũ không rượu cũng tới. Mà huống chi tôi nghe nói hai người đó hồi xưa yêu nhau dữ lắm đó nha. Dễ gì mà buông nhau được. Dám chừng đang âm mưu để chờ ngày hành động lắm à nha. Tội nghiệp cho em trai của tôi, lấy con vợ không ra cái chi, mà còn bị nhân tình của nó làm cho một vố nữa chứ. Mình để yên như vậy hả? Rõ ràng đây là kế hoạch của thằng Tú với lại bà Thảo, hòng chiếm đoạt cái tài sản này, chiếm đoạt cái vị trí của mình.
ngang. Mày đàn ông muốn cái gì hả? Hả? Anh bỏ tay ra rồi nói. Tao cho mày biết, mày là cái thá gì trong căn nhà này mà lại dám ra lệnh cho tao chứ? Mày đừng tưởng mày giở trò một chút xíu là mày sẽ được những cái mà mày mong muốn. Tao cho mày biết, tao sẽ không cho mày lấy bất cứ cái gì của tao, kể cả con Thảo. Dù nó có chết, nó cũng phải thuộc về tao. Anh nói cái gì vậy? Mày, mày hả? Anh, mày, mày đứng lại đó. Anh đứng lại đó. Hồ đồ mà. Uống đi anh. Uống thêm nữa đi anh. Không sai không về nha anh. Em đút anh ăn nha. Uống đi. Chào anh. Chào anh. Nè. Nè. Dạ, cảm ơn anh nha. Trời ơi, mùi hôi lắm hơn nè. Cảm ơn anh. Trời ơi, phóng khoáng. Đây, bỏ tiếp luôn nè. Dạ. Cho em nè. Cho em nè. Rồi, cho em nè. Em cảm ơn anh nha. Rồi, bỏ hết tiền luôn. Cảm ơn anh. Nè, nói đi chưa? Ừ, sáng mà anh ta mới về. Đêm nay á, mình mặc sức mà tha hộ. Nếu vậy thì hôm nay á, em là của anh. Nhất định á, em sẽ chết trong tay của anh. Em sợ á. Không, không, anh sẽ tự cởi. Anh này. Mở cửa. À, chết rồi. Mở cửa mau. Tại sao em nói là nó đi rồi? Chắc là thủ bài hết tiền nên về sớm. Mở cửa mau cho tôi coi. Dung, bữa nay tôi không được khỏe, anh đi phòng khác ngủ đi. Mau lên. Anh đi qua cửa sổ. Đi đi anh. Đi. Mau lên. Trời ơi. Hả? Sao được? Sao vậy? Cửa sổ dở quá, làm sao mà chui được? Ráng chui đi anh. Làm cái gì mà lâu như vậy? Mở cửa cho tôi coi. Rồi rồi rồi. Cô là chết cả đám bây giờ. Đập cửa vô bây giờ đó. Tôi đã nói với anh là hôm nay tôi không được khỏe mà. Bằng cái gì trong đó mà lâu mở cửa cho tôi vậy? Bộ có gì mờ ám hả? Nè, anh không được sỉ nhục tôi đó. Tôi không phải giống như con vợ trước của anh đâu. Anh đừng có lên mặt với tôi như vậy. Thằng nói với tôi cái kiểu đó đó hả? Tôi nói vậy đó, rồi sao? Cô muốn đánh tôi hả? Nè, đánh đi. Đánh đi. Anh cưới tôi về á, suốt ngày bỏ tôi một mình. Anh đi từ sáng cho đến khuya mới về. Tôi chưa nói anh thì thôi, anh còn muốn đánh tôi nữa hả? Ai đó? À, nè nè nè, anh làm gì vậy? Nè. Ra ra. Sao hả? Có tìm được gì không? Giỏi lắm. Đúng là lắm mối tối nằm không mà. Má đây, má đây. Trời ơi, nhức cái đầu quá à. Nè chị Tư à, chị mà không biết dỗ cho con nó nín khóc á thì chị đừng có đẻ con đi. Đẻ con ra mà không có biết dỗ con gì hết á. Ban đêm ban hôm như vậy nè, ồn ào như vậy hả, mừng phiền người khác, làm sao mà cả nhà ngủ được chứ. Cô Út nói vậy mà nghe được hả? Con nít đứa nào mà chả quấy khóc. Nè, không dỗ con được á thì đừng có đẻ. Mừng chi mà làm phiền hết cả nhà. Hết mẹ rồi bây giờ tới con à. Cô Út nói phải đó. Hiếm mừng ơn làm sao mà để cho nó nín khóc đi. Khóc hoài nhức hết cái đầu người ta luôn đây nè. Nè, sao chị nói dễ nghe quá vậy? Tôi nhớ là chị chưa từng có con mà. Không có ai muốn con mình khóc để làm phiền tới người khác đâu. Anh Tư, bữa nay anh mừng cái gì mà thay đổi lạ vậy? Thường ngày anh đâu có tin má con nó. Anh nghĩ đứa con này không phải là con ruột của anh mà. Sao bữa nay anh thay đổi vậy? Anh minh má con nó chầm chập vậy ta? Đó là chuyện của tao, mắc mớ chỉ tới mày. Bây giờ tao buồn ngủ, mày về phòng của mày được chưa? Chị làm ơn đi, chị dỗ nó giùm tôi cái.
Ôi con ngoan, bố thương nha. Ngoan nha con. Ngoan nha, 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 nha. Anh Tư tôi bị nó cho ăn bù mê thuốc lú gì mà bây giờ đổi tính đổi nết hết. Mà bây giờ thấy chú ấy cũng quan tâm nó dữ lắm. Kẻo sau này nó được nước nó làm tới cho mà coi. Không dễ đâu. Tôi không có cho nó lộng hành vậy đâu. Mình mới đi đâu về vậy? Đừng hỏi nữa. Nhắc tới là tôi bực mình thêm. Bực chuyện gì? Thì tôi với cô Út qua phòng của thím Tư á, muốn khuyên thím Tư là dỗ con, để cho nó đừng có khóc làm phiền người khác nữa. Mà mình biết chú Tư nói tôi sao không? Nó nói làm sao? Chú Tư binh vợ, xong rồi miệt thị tôi, còn xỏ xiên cái chuyện mà tôi không sinh con được cho cái gia đình này. Mà thiệt, càng nghĩ tôi càng tủi với tất á. Cái chuyện đó đâu phải do một mình tôi đâu. Thôi, mình để trong dạ làm gì? Chú Tư á, tuy nóng tính như vậy nhưng nói xong thì bỏ, không có nghĩ gì đâu. Hễ mà nói tới em trai yêu quý của mình á là mình binh chầm chập à. Phải rồi, dù gì á người ta cũng là em của mình, còn tôi chỉ là người dân thôi. Mình cứ như vậy hoài à. Tôi chỉ muốn á mọi người trong nhà dĩ hòa dĩ quý với nhau thôi. Mình vừa đi đâu về mà quần áo xốc xếch như vậy? Lúc nãy anh thấy có một ông già xỉu ngoài đường á, anh đưa ông về nên quần áo nó mới như vậy nè. Sao vậy? Suy nghĩ lung tung nữa hả? Sao dạo này mình đa nghi quá vậy? Vợ chồng ở với nhau mà suốt ngày cứ đa nghi như vậy, làm sao mang đời ở kiếp với nhau được. Mệt quá, tôi đi tắm. Có thật là anh ta giúp người không? Hay là đang ở với ai? Tôi để sẵn đồ ở trên đó, mình ngâm chân xong thay đồ rồi ngủ nha. Sao tự nhiên mình lại nhìn tôi như vậy? Hôm nay tự nhiên tôi thấy mình đẹp và mặn mà hơn rất nhiều lắm. Tôi đi lấy nước ấm thêm cho mình. Đi đâu vậy cô em? Mấy người lại dừng chân chút. Mấy đi. Cô em đẹp quá à. Tiền. Tiền nè. Coi thử nhiều ít mày. Cô em nhìn ngon quá à. Từ đây à. Phải vậy. Được rồi đó, tôi hết rồi, tiền già đưa hết cho mấy người rồi đó. Cô em ngon vậy thì sao để đi dễ vậy được. Nè, đừng làm bậy nha. Tôi là Mở Tư, nhà ông hội đồng đó. Mở Tư thì sao? La lên đó. Có giỏi thì la lên đi, la lên đi, la nữa đi. Mở Tư có chỗ ai nghe thấy không? Đừng ra. Mở Tư giới.
Buông ra. Nó làm gì vậy? Mau lên tụi bay. Buông tôi ra. Mày đi nè. Thôi. Chị có sao không? Không sao, cảm ơn. Chị có sao không? Bị trật chân rồi. Chị nhìn dai đi, tôi đưa chị về. Cẩn thận đó. Hai người dù gì cũng có gia đình hết rồi đó. Cô Út á, mà biết hai người vẫn còn nặng tình, còn qua lại với nhau, thì cô ta sẽ cư xử ra sao? Cô cũng biết rồi đó. Tôi không có mừng chuyện gì sai quấy hết. Tình ngay lý gian thôi, chị cũng từng bị rồi mà. Tình ngay lý gian là nói tới sự oan ức. Còn có người á, suốt ngày làm chuyện mờ ám, trái với đạo đức, mà lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, thích đi bới móc chuyện của người khác. Chị nói vậy là ý gì? Tôi nói gì á, cô là người hiểu rõ nhất. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi. Nếu mà làm chuyện sai quấy á, trước sau gì cũng có người biết. Chị nói gì tôi không hiểu gì hết vậy. Con nhỏ này, nó dám cảnh cáo mình, thiệt tức chết đi mà. Mà sao nó cứ ám chỉ mình, giống như là nó phát hiện ra chuyện của mình với anh Phát vậy kìa. Không đâu, chắc là nó nghe chị ba nói gì đó, cho nên nó chỉ hùa theo thôi, chứ làm sao mà biết được. Cậu hai cứ phát như vậy, bà hội đồng biết được sẽ rầy chết đó. Chứ nhìn họ đối khổ như vậy, tội quá. Cảm ơn cậu hai. Dạ nhưng mà lấy thêm gạo giúp tôi đi. Sáng tới giờ cậu đã phát nhiều lắm rồi, trong kho cũng đã hết. Nếu ông hội đồng biết được sẽ không cho cậu quản lý cửa hàng nữa đó. Cảm ơn cậu hai. Tôi không quan tâm chuyện ấy. Tôi chỉ biết người ta cần giúp đỡ thì mình giúp họ thôi. Nhưng chúng ta mở cửa hàng chứ không phải là mừng từ thiện. Không sao đâu, có gì á tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Dạ. Lấy gạo thêm đi. Mọi người hãy an tâm, cứ xếp hàng đi, rồi ai cũng sẽ có phần. Cảm ơn cậu. Dạ chào ông hội đồng. Cậu hai bay đâu rồi? Dạ cậu hai vừa mới đi ra ngoài. Nó đi đâu? Dạ tôi hỏi mà cậu hai không có chịu nói. Bay thấy nó mần việc sao vậy? Dạ tôi nhận thấy là cậu hai có đức tính tốt, tôi sợ là cậu hai khó quản được cái cửa tiệm á. Bay nói vậy là sao? Mỗi lần tới cửa tiệm tôi thường thấy cậu hai hay lấy thóc phát cho người nghèo khổ. Sao bay không cản nó? Dạ có cản nhưng mà cậu hai không có nghe. Kho gạo để bán cậu ấy đã mần sạch hết rồi. Mần sạch hết rồi à? Dạ. Đặt vô lấy tay ra đi. Rồi chú ơi, lại lên, lại lên, lại lên. Khui, 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 khui. Lại lên, lại lên, lại lên. Rồi, 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 cái ăn nè. Tiền đây, tiền đây. Còn tiền mà, sợ gì. Đặt vô, đặt vô. Khui, 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 khui. Chú bà. Nãy thằng đó là được rồi. Tích còn ai còn tiền chơi nữa không? Không còn á, tôi đi về à. Này cậu ăn nhiều quá, ông phải mời mọi người bữa đi. Bao nhiêu đây á? Mời hết nguyên một đám này đi uống rượu. Đây đây đây. Đây 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 đây. Dạ con mời ông, mời bà. Ừ. Công việc ở cửa hàng gạo á lúc này có tốt không ông? Thì tôi cho má thấy... không biết gì. Mình đi đâu mới về vậy? Thì ở cửa hàng về chứ đâu. Dạ con xin phép cha má. Khoan đã, con ngồi đi, cha có chuyện muốn hỏi nè. Dạ. Sao hôm rày cái cửa hàng gạo nó hoạt động như thế nào? Dạ mọi chuyện vẫn ổn, vẫn tốt thưa cha. Vẫn ổn, vẫn tốt hả?
coi đi. Ủa, đây không phải là sổ thu chi của cửa hàng mình sao? Nó không những không lo mần việc mà gạo thóc ở trong kho đó đem phân phát hết cho người ta. Tới chừng mà khách hàng mà cần á thì không có số lượng để mà giao cho người ta. Như vậy thì không đủ tư cách để quản lý cửa hàng này nữa. Tôi quyết định rồi, tịch thu lại cửa hàng của thằng Thế. Hả? Còn đúng là cái đồ vô dụng. Anh á, đúng là cái đồ ăn hại mà. Có cơ hội mà cũng không biết nắm bắt nữa. Nay là mọi chuyện hư hết rồi nè. Thấy ông sao nha? Uống rượu nãy giờ cứ nháp hoài, nặng quá. Bà chủ ơi. Dạ. Ủa, anh hai. Dương ba đó hả? Qua đây uống với tôi một ly cho vui đi. Bà chủ. Dạ. Cho tôi thêm một cái chung đi. Dạ. Ngồi đi Dương ba. Dạ, chung của cậu. Sao ngủ của mình vậy? Có chuyện gì buồn hả anh hai? Sao vậy? Hai vợ chồng cãi nhau hả? Không. Hay là chuyện ngoài cửa tiệm làm cho anh buồn? Đó, đúng là chuyện đó đó. Cha đã tịch thu lại cửa tiệm của tôi rồi. Cái gì? Sao lại như vậy được? Nhưng mà tôi không buồn vì bị tịch thu cửa tiệm, mà tôi chỉ buồn vì con vợ của tôi. Ngoài tiền và danh vọng ra thì trong đầu chẳng còn biết cái thứ gì khác nữa. Vì hai bằng như vậy là không có đúng. Nhưng mà nếu như anh cảm thấy không thích á, anh cứ nói với cha đi, để cha không giao việc cho anh nữa, thì chế cũng không có cớ để mà trách móc anh. Thôi, uống đi. Thank you.
chuyện gì vậy chị ba? Có chuyện gì mà nửa đêm chị kêu réo âm sầm, làm tôi đang ngủ cũng phải thức giấc luôn nè. Tại vì chị thấy có tên trộm lẻn vào phòng em nên chị lo. Tôi không thấy ai hết á. Ủa sao em ngủ mà em không đóng cửa sổ? Tôi để vậy cho mát. Em nên đóng cửa sổ cho kỹ đi, tên trộm nguy hiểm lắm. Nó mà lẻn vào phòng thì phiền. Tôi biết rồi. Cảm ơn chị. Mình không ngủ, ra thắp đèn sáng vậy? Tôi đi vệ sinh thì tôi thấy có tên trộm lẻn vào nhà. Cái gì? Có trộm hả? Rồi có bắt được không? Tôi thấy tên trộm đó chạy tới phòng chị hai rồi nó mất tiêu à. Thiệt tình. Chắc có lẽ là tên trộm đó nó thấy em phát hiện ra nên nó bỏ chạy á. Thôi đi ngủ đi, không có sao đâu hả? Mợ tư nhỏ thiệt là hết nói nổi. Khi mà có ông hội đồng ở nhà thì mợ ấy còn bó tay như một vài việc, nhưng mà khi ông hội đồng đi xa hay đi đâu vắng á là mợ ấy trốn việc liền à. Ủa chứ bà nghĩ mợ ấy giống mợ tư lớn của mình hả? Vậy hôm nào á tôi mét với ông hội đồng cho mợ coi. Ừ thôi em đừng có mừng vậy, kệ cô ta đi. Đó thấy chưa, hai người á nha, thấy mợ tư người ta hiền lành nhân hậu không? Ai như mấy bà nào cũng ê, tôi ghét bà hội đồng, tôi ghét cái người kia, đã nhiều chuyện ông... còn ác nữa. Trời thiệt hết nói nổi à. Ông hơn gì tôi mà nói, tôi đâu có nhiều chuyện. Ê sao mày xúc phạm em nở của tao vậy? Còn cười nữa hả? Nở của mày. Chứ của ai, đúng không nở? Đúng rồi đó. Mày coi chừng tao quá nha. Coi chừng đó. Cô vừa đi đâu về vậy? Anh lo cho tôi hay là sợ tôi đi với người khác? Nè, cô bớt ăn nói cái giọng đó có được không? Anh ăn hiếp người quen rồi, cho nên bây giờ ai anh cũng muốn dưới quyền anh chứ gì. Tôi nói cho anh biết, tôi không ngu như con vợ ngu ngốc kia của anh đâu. Phải, đúng là cô ta không bằng cô. Bởi vậy cho nên anh mới cưới tôi. Nhưng cô ta có cái mà cô không bao giờ có được. Cái gì? Đó là sự hiền lành và đảm đang của một người vợ. Anh bắt đầu thương cô ta rồi sao? Nhưng liệu cô ta có đáp trả lại tấm lòng của anh không? Hay là cô ta chỉ nghĩ và nhớ nhung người tình cũ của mình thôi? Nè, cô im đi. Anh đau lòng hả? Tôi cho cô biết nha, từ đây về sau, nếu như cô còn ăn nói với tôi cái kiểu đó nữa, đừng trách tôi. Trong tim tôi chỉ có hình bóng một người thôi, nhưng mà người đó không phải anh đâu. Cô Út. Chào chị. Vào chơi. Ủa Dương Út đâu rồi cô Út? Ra ngoài rồi. Hôm nay cô Út không đi đâu chơi sao? Chưa. Có chuyện chi không? Ây chà, tôi thấy dạo này cô Út có gì đó lạ lắm nha. Gì? Cô Út ăn diện dữ lắm nha.
đẹp hẳn ra đó. Vậy sao? Nhìn cô Út tràn đầy sức sống, giống như là đang yêu vậy đó. Thì cũng phải thay đổi cho cuộc sống tốt hơn đó chị. Nhưng mà tôi biết cô Út với là Dượng Út không có hợp nhau, sao mà sống chung được hay quá vậy? Biết làm sao bây giờ? Có những thứ không thích nhưng cũng phải chịu thôi. Thôi tôi về nha. Chào chị. Cha, bữa nay lạ ha, về sớm dữ. Xong việc thì về thôi. Chán quá à. Số tôi đúng là xui tận mạng, cho nên mới lấy nhầm phải anh hay sao á. Bây giờ bỏ vẫn chưa muộn mà. Bộ anh tưởng tôi không muốn bỏ hả? Chẳng qua là vì cha không cho tôi bỏ anh thôi. Về phần tôi là không được rồi đó. Vậy tại sao anh không bỏ tôi luôn đi cho rồi? À, chắc là anh sợ bỏ tôi rồi á còn đâu chỗ để mà nương tựa nữa chứ gì. Sao suốt ngày con cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy hả? Hay là anh không có nỡ xa người tình anh ở đây? Đủ rồi nha. Ông à, ông cho thằng Thế một cơ hội nữa đi ông. Dẫu sao nó cũng là con trưởng của mình mà, nó mới phạm lỗi lần đầu mà. Đối với tôi á, không có lần đầu hay lần cuối gì hết trơn. Con người của nó không có tư chất mần ăn thì giao việc gì nó làm cũng không có được. Trước sau gì cũng sạt nghiệp thôi à. Tôi thấy thằng Thế với lại thằng Tài á, hai đứa thì chẳng quan tâm gì tới công chuyện nhà hết. Còn ngược lại, hai thằng rể thì mần rất tốt, cho nên tôi mới lo đó chứ. Bà lo cái gì? Đối với tôi á, thằng nào á mà biết cách ăn ở ở trong cái gia đình này, rồi có trách nhiệm á vì cái vấn đề sự nghiệp ở trong gia đình này, là đối với tôi không có quan trọng. Không có quan trọng là con rể hay là con trai gì hết á. Ông nói vậy mà nghe được sao? Sao không được? Dẫu gì á, thằng rể cũng là người dân. Huống gì á, thằng Tú với con Phụng tụi nó có hạnh phúc gì đâu. Nó đâu có thiệt lòng với con gái của mình. Ông tin tưởng nó chi dữ vậy chứ? Sao bà biết? Má nói đúng rồi đó cha. Bởi vậy á, con á là con phải giải thoát khỏi cái con người tệ bạc đó đó cha. Con à, nói về trong cái đời sống vợ chồng á thì có lúc nó cũng phải bất hòa, nhưng mà bay ăn ở làm sao, bay phải biết nhường nhịn chồng bay một chút xíu là nó yên nhà yên cửa. Nè, cha thấy thằng Tú á, nó rất là tốt tính đó. Ông à, ông ít ở nhà nên ông không biết đó thôi. Chứ thằng Tú á, nó không có hiền lành gì đâu. Hồi lúc mới cưới á, nó mừng cho con nhỏ khóc hoài luôn vậy hả? Cha, con á là con muốn giải thoát khỏi cái con người đó. Con nói vậy là con có ý gì hả? Thưa cha, con muốn ly dị. Không. Cha à, tại sao không? Con muốn ly dị. Tại sao mà con phải giam cầm cái cuộc đời của con vô cái con người mà không hề yêu thương con gì hết hả cha? Con à, cha nhắc cho con nhớ, trước đây á cũng tại con nông nổi nhẹ dạ mà con gây họa khiến cho gia đình này khốn khổ. Cũng nhờ may mắn có thằng Tú à, nó đã cứu vãn danh dự cho gia đình này. Bây giờ con sống sao cho phải đạo chứ. Con người ta sống á là phải có tình, có nghĩa, có trước, có sau. Con ăn ở sao cho người ngoài người ta biết à, người ta đừng có trách mình chứ. Nhưng mà chẳng lẽ gì mấy cái điều đó con phải chịu đựng cả đời với cái người không yêu thương con hay sao cha? Nhưng mà cha hỏi con nè, nó ở với con á, nó có làm cái gì để cho con bất bình hay không? Không. Vậy thì thôi, cha dứt khoát không cho con ly dị. Con muốn ly dị mà. Cha nói cha cấm, nghe không? Má. Con kìa, đó đó, nói tới là vậy nãy, thiệt tình nó giống y như là. Rót thêm cho anh đi. Uống nữa đi anh. Anh Thái, anh ăn mừng cái trò gì vậy hả? Anh dám phản bội tôi đó hả? Ai vậy anh? À, đây là người yêu cũ của anh. Nhưng mà bây giờ cô ấy đã có chồng rồi. Anh nói cái gì vậy hả? Anh lợi dụng tôi, rồi bây giờ anh phản bội tôi, anh đi với con ả này hay sao chứ? Anh là đồ khốn nạn.
Tôi cảnh cáo cô chưa? Lần sau mà cô đụng chạm tới tôi, tôi giết chết đó. Diệp, mình đi anh. Anh là đồ phản bội, đồ khốn, đồ khốn. Trời ơi, ghê vậy. Hình như là con Út đó. Ủa, cô bị sao vậy? Tôi không sao hết. Tôi chỉ bị té thôi à. Té hả? Té mà sưng và bầm như vậy sao? Thì liên quan gì tới anh chứ? Tên khốn nạn, vì cái con hồ ly tinh đó mà đánh mình ra nông nổi gì nè. Sức cái này lên đi, sẽ hết sưng và bầm đó. Ủa, cái gì vậy? Muối. Tôi đang bị đau mà anh đưa muối cho tôi mần chi vậy? Tôi đưa cho cô sức lên mặt, hết sưng và bầm thiệt đó. Thôi đi, tôi không mần đâu, rác lắm. Tùy cô. Nếu như cô muốn mang cái mặt sưng và bầm như vậy ra đường thì cứ tự nhiên. Con. Sao mà con nhỏ khóc dữ vậy hả? Con nhỏ đã bị nóng sốt má ơi. Đến đi con. Trời, nóng quá. Má ơi, con xin má mời thầy Lan tới chữa trị cho con nhỏ. Im đi, không có tới lượt cô lên tiếng đâu. Nó chỉ có sốt nhẹ thôi, mời thầy Lan mừng chi. Má, nó sốt cao lắm. Má ơi, con xin má mà. Tao nuôi mấy mặt con, không tới lượt mày dạy khôn tao đâu. Má ơi, con không dám, mà con lo cho con của con quá. Má, con nít sốt cao rất nguy hiểm, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó má. Chẳng phải cha của mày cũng làm thầy Lan mà, mày tự chữa trị cho nó đi. Con nhỏ nó còn nhỏ quá, mà mấy cây thuốc kia thì lại ở xa, con không có đi hái về kịp. Vậy mà cũng mang tiếng là con của thầy Lan. Bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu. Nếu như thầy Lan không đến đây được thì... Chị Tư à, chị mau đưa cháu đến chỗ thầy Lan đi. Dạ. Nè, nó chỉ bị sốt nhẹ thôi, con nít mà sốt là chuyện bình thường. Cứ đem nó vô phòng dỗ ngủ, rồi nó tỉnh dậy là nó khỏe hả? Nhưng mà nó nóng sốt lắm. Má, nếu mà má không cho con mời thầy Lan tới thì cho phép con được ẵm con đi được không? Nè, tôi đây tới bốn mặt con lận, không có kinh nghiệm hơn cô hay sao hả? Trời ơi, má đã nói thì thím nghe lời đi. Không lẽ em má lại đi hại cháu của má hả? Nhỏ sao rồi? Nó nóng quá, nó cứ hạ nhiệt xong rồi nó nóng lên. Tôi phải ẵm nó đi gặp thầy Lan gấp. Để tôi đi với Thảo. Mà đi. Nè. Hai đứa bay tính ẵm nó đi đâu đó? Dạ má ơi, con nhỏ nó nóng dữ quá, con định ẵm nó đi thầy Lan. Ai cho bay tùy tiện ẵm nó ra khỏi nhà chứ? Má ơi, con nhỏ sốt cao lắm, phải ẵm đi thầy Lan liền đó má. Cậu im đi, tôi sẽ xử cậu. Còn bay, ẵm đứa nhỏ vô phòng mau. Má ơi, nhưng mà má... Đi. Má ơi, nhưng mà nó nóng quá, con sợ nó lên cơn co giật. Chị mau lấy nước ấm lau người nó, hay là lấy chanh chà hết người nó cho hạ nhiệt đi. Con nít mà bị như vậy là do bị người khúc mặt khúc mài quở trách hay là cơn nựng gì đó thôi. Đi mời thầy cúng về chữa trị là hết liền chứ gì. Tao cũng nghĩ chắc là người âm quở nó đó. Bay á, đi kêu thầy cúng về cúng cho đứa nhỏ đi, mau lên. Dạ. Nghe. Má, con nhỏ bị sốt, kêu thầy Lan tốt hơn là thầy Pháp chứ má. Tôi đẻ ra cậu được mà. Nè, tôi nói chuyện với cậu sao? Còn bay, đi mời thầy Pháp đi. Dạ, có những chuyện dựng nên im lặng sẽ hay hơn là lên tiếng đó. Tụi bay đâu hết rồi? Dạ. Mày đi xuống ấp dưới kêu thầy cúng về liền.
Dạ con biết rồi. Nè đi cho mau nghe, nói thầy tới gấp nghe chưa. Dạ. Lẹ lên đi. Con ơi con đừng bị gì nha. Dượng Út, Dượng cũng nên về phòng nghỉ với cô Út đi. Cô Út mới là vợ của Dượng đó. Chị không cần phải nhắc đâu, tôi tự biết giai giới của mình ở đâu mà. Tôi cũng mong là từ nay về sau chị đừng có gì mình mà thiếu công bằng với em Út. Xin má, phép má. Có Dượng ấy kìa, miệng lưỡi cay độc ghê chưa. Đúng là cái đồ phản phúc mà. Chưa chi mà Dượng ấy đã không có ai ra gì rồi đó má. Lỡ sau này cha mà giao cho Dượng ấy nhiều công việc quan trọng á, thì không biết Dượng ấy sẽ như thế nào nữa. Đây là chén bùa, thầy đã làm bùa phép rồi, hãy cho con bé uống. Má, sao còn không cho nó uống nước thuốc đi? Má, con nó bị sốt chứ đâu phải nó bị. Có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Má đã mất công kêu thầy pháp về chữa bệnh cho con của thím mà thím còn có thái độ đó nữa hả? Bé không cho uống thì để tao cho uống, không làm được thì để cho tôi. Má, nè, lẹ đi. Má, nè. Dạ. Giữ lọ thuốc này cho bé uống. Cái này chừng nào thì nó uống thêm được hả thầy? Khi nào mà cháu nó quấy khóc nhiều quá đó thì hãy cho nó uống tiếp. Dạ. Dạ cảm ơn thầy. Ừ. Dạ gửi thầy. Cảm ơn thầy. Thầy về nghe. Dạ. Cô đưa nó về phòng đi, chút nó bớt hà. Dạ. Tư ẩm con vô rồi hả má? Ừ. Thím ấy thiệt là dại, có được một người má chồng chu đáo giống như má như vậy, không biết trân trọng, còn tỏ thái độ chống đối với má nữa. Ôi, thì cái loại bần nông ngu dốt nó vậy đó. Mà nói thiệt nha, đúng ra má mong chờ đứa cháu là con của bay với thằng hai nhất, mà bay cứ chịu đẻ ở đâu. Trong chuyện này đâu phải lỗi do con đâu, con cũng thấy có lỗi vì chưa sinh cho cha má được một đứa cháu đích tôn. Mà nhiều lần con khuyên anh Thế đi với con tới thầy Lan, mà ảnh một mực đâu có chịu đâu. Ảnh nói con là trời cho, cái gì tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Thì cũng vì thằng hai nó hiền quá đi, cho nên đôi khi nó thiệt thòi hơn người ta là vậy đó. Má à, cũng chính vì vậy á, má phải thương ảnh nhiều hơn. Má năn nỉ cha cho ảnh quản lý công việc nhà đi má. Thì bay cũng thấy đó, cha bay giao cho nó phụ việc, rốt cuộc thì nó đem lúa thóc nó cho nông dân nghèo hết trơn. Rồi bây giờ bay xuống tao nói với ổng khác gì khiến ổng chửi vô mặt tao. Phải chi ảnh khôn lanh giống như người ta thì cha má đỡ phải nhọc lòng, còn con cũng đỡ buồn lo nữa. Thì thôi, tài tánh nó hiền lành quá, bay đừng có trách móc nó hoài tội nghiệp nó. Mặc dầu là nó không phụ việc cho cha bay, nhưng mà cha má không có để bay thiệt thòi đâu. Dạ. Anh để con đưa má vô phòng nghỉ ngơi nha. Ừ. Sao mà càng lúc càng nóng vậy nè? Trời, má đưa con đi gặp thầy Lan nha. Thím Tư, thím định ẵm con đi đâu vậy? Cô tính ẵm nó đi đâu? Dạ, dạ má ơi, cho nó nóng quá nên con định đi, đi thầy Lan. Tôi đã cất công đi tìm thầy cúng về cho nó uống nước phép rồi, bây giờ cô đòi ẵm nó đi tìm thầy Lan nữa là sao? Cô muốn chống đối lại ý tốt của tôi phải không? Ý con không phải vậy mà, thật sự con bé nó nóng quá, con sợ. Cô cứ cho nó uống tiếp đi,
rồi à, coi nó bớt hay không rồi tính sao. Má, nhưng mà... Nhưng cái gì? Thôi, tôi mệt quá rồi, đi vô mần đi, tôi còn đi ngủ nữa. Bộ thím định chọc cho má tức chết hả? Má kia thì mần theo đi. Còn chưa đi nữa. Thôi má, để con đưa má về ngủ. Thiệt tức chết mà. Ủa, Dương Út. Chị Tư, con nhỏ vẫn chưa hết sốt sao? Nó bớt rồi, nhưng mà lại sốt cao lên lại. Tôi sợ quá, tôi tính ẵm nó đi gặp thầy Lan. Để tôi đi cùng với chị nha. Thôi tôi tự đi được, lỡ như có ai thấy mới công là hiểu lầm. Bây giờ tối rồi, một thân một mình đi như vậy nguy hiểm lắm. Tôi đưa chị đi, mau đi. Ai vậy? Là tôi đây chị Hai. Chị Hai, đóng cửa lại. Chị Hai. Có chuyện gì? Tôi qua đây gặp chị Hai á là có việc. Bộ gấp lắm hả? Ừ, đúng rồi, việc này gấp lắm. Trời đất ơi, Dưỡng đó, sao mà Dưỡng gan vậy? Giờ này qua đây lỡ có ai phát hiện thì tôi biết nói hay sao? Trời ơi, tôi mới vừa phát hiện được hai con chuột đang định bỏ trốn nên tôi qua đây báo tin cho chị biết. Là sao? Ý Dưỡng nói gì tôi không hiểu. Lúc nãy á là tôi thấy Mợ Tư với lại Dưỡng Út, ẵm con Phúc đi đâu tôi không biết, mà tôi thấy cái điệu bộ của hai người giống như là đang muốn bỏ trốn đi đâu để xây tổ quyền ương của không chừng. Dưỡng thấy đi hồi nào? Mới đi thôi à. Chị yên tâm đi, cái nhà này rộng lắm, chắc là họ đi chưa ra tới cái cổng đâu. Đúng là ông trời cũng giúp chúng ta. Thôi Dưỡng đi về đi, ra nhớ nhìn xung quanh cẩn thận đó. Dạ tôi biết rồi chị Hai, tôi cẩn thận lắm. Tôi sẽ qua nói với má cho người đi bắt đôi gian phu dâm phụ. Chị đừng có nói là tôi báo nghe. Cẩn thận đó. Ừ tôi biết rồi. Đúng là cái lũ khốn kiếp, tụi nó gan cùng mình mà. Bây đi kêu hết kẻ ăn người ở trong nhà đi bắt tụi nó về đây cho tao. Dạ. Mau lên. Dạ. Dạ con đi. Dạ kỹ. Dạ dạ con đi liền. Có chuyện gì vậy mình? Lẹ lên. Kiếm Dưỡng Út với bà Tư đi, nhanh lên. Má với chị Hai với lại đám người ở á đang truy lùng Mợ Tư với lại Dưỡng Út. Sao vậy mình? Thì nghe đâu là hai người đó dắt tay nhau bỏ trốn khỏi cái xứ này. Mình nói sao chứ, tôi không có tin Mợ Tư với Dưỡng Út mần cái chuyện mà trái đạo lý như vậy đâu. Trời, mình đừng có hiền lành quá, lúc nào mình cũng tin người hết. Tôi đây nè là đàn ông tôi biết, một khi đã không thương ai rồi á thì chẳng quan tâm, mà đã thương một ai rồi á là sống chết với cuộc tình đó, mình hiểu không? Mình có chấp kiến của mình, tôi có chấp kiến của tôi. Dù mình có nói gì chăng nữa thì tôi vẫn tin là Mợ Tư với Dưỡng Út là một người có lòng tự trọng và có đạo đức. Để tôi coi sao. Ngồi xuống. Mình nghĩ sao vậy? Đừng có dây vô mấy cái chuyện này rồi sanh thêm phiền phức nữa. Lỡ nghịch đi má thì sao? Mà tôi nói thiệt với mình nha, từ đó đến giờ ai mà ăn ở hiền lành lúc nào cũng chịu thua thiệt hết trơn. Thôi ở đây giùm tôi cứ đi, đừng có đi đâu hết. Cậu ráng lên con ơi. Chị yên tâm đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hãy lùng xuống cho kỹ. Dạ, dạ, chết rồi. Hình như nó cho tìm, cho người tìm hai đứa mình. Giờ sao? Bây giờ nếu như mình về thì con của chị sẽ ra sao? Trời, nó mà có chuyện gì tôi chết mất. Chính vì vậy không thể nào để họ bắt được. Bây giờ núp, núp qua đây đi. Tụi nó đâu rồi? Lẹ lên. Dạ dạ. Trở lại cho tao. Hai bay tìm cái kỹ chưa nha. Dạ. Tụi nó đâu? Lẹ lên. Mau lên. Nhanh lên. Thoát rồi. Bây giờ sao? Đi hướng này đi. Ờ. Cẩn thận. Chị Thư à, tôi nghĩ là chắc mình thoát rồi. Chị cũng mệt rồi, hay là mình tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi. Nhưng mà thôi tôi chịu được mà, đi lẹ đi, chứ nếu con nhỏ có chuyện gì nguy hiểm chắc tôi chết luôn quá. À. Má. Má. Má.
coi kìa, Mợ Tư, Dưỡng Út, nhà hội đồng tâm vào nước tiếng xứ Bạc Liêu, tư tình riêng, nửa đêm dắt díu nhau đi bỏ trốn, đẹp mặt chưa? Má, hai người làm vậy chẳng khác nào bôi cho trái cháu với mặt cha với má hả? Tội thông gian, nặng là xử chết, còn nhẹ chồng lòng heo thả xong đó. Chuyện không phải như hai người nghĩ đâu. Má à, con nhỏ nó sốt cao quá, con sợ nó có chuyện nên con mới ẵm nó đi gặp thầy Lan. Chẳng phải má đã mời thầy Pháp về cúng trừ tà cho nó rồi hay sao? Rồi còn cho nó uống thuốc phép nữa. Hai người chẳng qua là bỏ trốn, rồi bây giờ bị bắt, cho nên là giả bộ biện hộ vậy thôi. Chính vì nó uống nước phép cho nên nó mới bị nặng hơn đó. Tôi sợ quá nên tôi mới làm liều đi kiếm thầy Lan. Nè, nhà không còn người lớn hay sao mà tự ý tụi bay giải quyết, không hỏi ý kiến ai hết vậy hả? Má, con xin má hãy suy xét lại. Con xin má hãy nghĩ cho tấm lòng người mẹ. Bởi vì con của con nó quá cấp bách, cho nên con chưa kịp thưa với má. Con và chị dâu trong sáng, không có chuyện gì đâu. Hai người dắt díu nhau trong đêm, ai mà biết có phải vì đứa nhỏ hay không. Dù gì trước đây hai người cũng từng yêu nhau mà, ai mà dám chắc được tình cũ không rủ nhau đi. Chị Hai à, chị không biết thật hư chuyện này ra sao. Tôi nghĩ là tốt nhất chị đừng có xen vào thì tốt hơn. Má, trong lúc cấp bách con không biết phải mận sao, cho nên con mới xuống chị Tư ẵm đứa nhỏ đi tìm thầy Lan vậy. Lỗi là của con, má tha lỗi nha má. Bay đâu? Dạ. Nói cổ hai đứa này về cho tao. Không đứng ở đây nữa, đứng lẫn quẩn ở đây, người ta thấy được mang tiếng nhút nhớ cả đời. Mau lên. Dạ dạ. Đưa đứa nhỏ đây. Dạ. Cho tao. Má, mau lên. Má, con xin má mà má. Mau lên. Má ơi, má kiếm thầy Lan cho con nhỏ đi má. Mày đi cho tao. Má, mau lên. Đi cho tao. Mày chết với tao rồi. Má, má. Mau lên. Đánh nó, đánh mạnh tay lên cho tao. Mạnh lên, đánh cho chết mới vừa cái tội của nó. Đánh mạnh lên. Dạ dạ. Mạnh lên nữa cho tao. Mày làm cái gì mà đánh yếu xìu vậy? Bộ bị bỏ đói hả? Đánh mạnh tay lên. Dạ. Coi. Dạ. Đánh mạnh lên. Mày, mày đánh ra. Dạ. Mày chết đi. Chết đi. Con đàn bà hư đó. Mày chết đi. Mày chết đi. Tụi bay đâu? Đánh tiếp cho tao. Dạ. Đánh tiếp. Thiệt là nhục nhã quá mà. Là con dâu, là con rể của gia đình hội đồng này mà dám tư thông với nhau, còn mặt mũi gì cái gia đình này nữa hả? Sự thật là tôi chỉ đưa con nhỏ đi thầy Lan thôi. Má, con tin Dưỡng Út với lại em dâu á là chỉ đưa cháu đi thầy Lan thôi, chứ không có gì đâu má. Trời ơi, con nghĩ sao vậy cô ba? Dưỡng Út với lại thím Tư đây chỉ là biện hộ cho cái hành động sai trái của mình thôi. Sao cô hiền từ vậy cô ba? Mà nè, có kẻ cướp nào mà tự nhận mình là kẻ cướp không vậy? Tôi tưởng đâu là anh có ăn có học, anh biết cư xử phải phép lắm chứ. Ai ngờ anh cũng là kẻ không ra gì hết. Anh dám dụ dỗ chị dâu tư thông với mình. Trời ơi, tại sao chị dám làm cái điều mà động trời động đất vậy hả? Anh Tài mà biết được á thì mặt mũi của ảnh để đâu? Còn cha má nữa, để người ngoài mà biết được á thì cha má còn dám nhìn mặt ai nữa hả? Mày, dạ. Đánh, đánh tiếp cho tao. Đánh. Dạ, nó dạ. Mau dạ. Lên. Khoan đã. Má ơi, chính con là người xuống chế ẩm cháu đi. Muốn đánh á thì đánh con đi, con xin chịu đòn thay mà. Dạ, nhưng hãy non vợ chồng bên nhau giữ ha. Đánh tiếp cho tao. Đánh cho nó chết, chứ vô cái tội của nó. Má, xin má đó, má đừng có đánh nữa. Nếu không là Thảo sẽ chết mất. Má ơi, mày im đi. Mày giang ra cho tao. Hai đứa nó dám qua mặt cái nhà này, tư thông với nhau, dắt díu nhau bỏ trốn, cái tội này đánh tới chết cũng không vừa. Đánh, đánh cho nó chết cho tao. Đánh mau lên. Dạ. Má, chị ba. Chị ba ơi, cứu con em. Con em nó sắp chết rồi. À, đưa đây. Cô. Trời ơi. Má ơi, cô sao nóng hừng hực vậy nè má? Cô ba cứ kệ nó đi. Mày. Con nó có tội tình gì đâu má. Sao má với chị Hai thành đoạn ác như vậy? Con ẵm với thầy Lan đây. Nè, mày đứng lại. Mày im đi. Tao cho nó uống nước phép rồi, nó không có hề hấn gì đâu. Trời ơi, má ơi, nó bị sốt thì phải đi thầy Lan hay đốc tờ. Má cho nó uống mấy cái nước bậy bạ như vậy thì làm sao nó hết bệnh. Cô ba, cô nói như vậy là ám chỉ má làm sai quấy hả cô ba? Chuyện này á cũng có dính chị nữa đó. Cớ chi mà cô lại trách mắng tôi? Chị á, chị xúi má nên má mới hành động như vậy. Cô, hai đứa bay im đi. Nhà cửa như vậy mà còn đứng đây cãi nhau nữa hả? Mày đứng lại. Tụi bay giữ con hành lại cho tao. Mau lên. Giữ nó lại. Tôi là cô ba trong nhà này nè, ai dám chặn tôi lại? Rủi thai á, cháu tôi có mệnh hệ gì thì không có yên với ông hội đồng đâu. Mày đứng lại. Chuyện gì đó? Cha. Dạ không? Cha. Cha. Ừ.
đừng có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ông về đúng lúc lắm. Hai đứa nó lén lút tư thông với nhau, ban đêm ban hôm bỏ trốn ra ngoài. Tôi đang trừng trị tụi nó để gìn giữ kỷ cương phép tắc của gia đình này. Phải rồi đó cha, tất cả cái ăn người ở trong nhà này đều chứng kiến sự việc hết đó. Cha, cha phải để cho má trừng trị cái đôi gian phu dâm phụ này mới đặng đó. Cha, cha về đúng lúc lắm. Cha đứng ra làm chủ chuyện này đi cha. Con nói rõ cho cha nghe coi, tại sao lại có mặt đông đủ ở đây? Còn vợ thằng Tư với lại thằng Tú tại sao ra nông nổi như vậy? Dạ, bé Phúc bệnh, nhưng mà má với lại chị hai không cho anh Thảo đưa bé đi tìm thầy Lan. Mà má với chị hai cho bé Phúc uống nước phép gì đó, mà bây giờ khiến cho bé Phúc càng ngày càng bệnh nặng hơn nữa. Em Thảo lo quá nên mới đưa con đi tìm thầy Lan. Dưỡng Út thấy vậy nên mới đi cùng, mà bị má với lại chị hai cho người tìm bắt, rồi còn nói hai người này tư thông với nhau nữa. Con nhỏ nó nóng như vậy đó mà không cho mời thầy Lan là sao? Trước. Dạ. Đi mời thầy Lan gấp đi. Dạ. Có xe kéo đó, kéo đi cho nó lẹ. Dạ dạ. Nè, đứng lên đi. Sự tình ra sao nói cho cha nghe. Dạ thưa cha, mọi chuyện đều đúng như chị ba nói. Con sai là chưa được sự đồng ý của má, nhưng lại đưa con nhỏ ra ngoài. Nhưng mà tại vì bé Phúc nó nóng quá nên con buộc phải đi kiếm thầy Lan. Tại vì con sợ xảy ra chuyện không hay nên mới đánh liều như vậy. Con xin cha má tha tội cho con. Mà thằng Tài đâu không đưa con đi? Dạ anh đi ra ngoài từ sáng rồi thưa cha. Thưa cha, vì con chị Tư sốt cao quá, nhưng mà má lại không cho đi tìm thầy Lan. Do quá lo cho con cho nên chị đánh liều đi. Con thấy thân đàn bà con dạy đi trong đêm nguy hiểm như vậy cho nên con mới đưa chị ấy đi, chứ không có chuyện bỏ trốn đâu cha. Có đúng như vậy không? Thì đúng là nó có đòi đưa đi, nhưng mà tôi thấy mấy đứa nhỏ thường bị như vậy á, là tôi nghĩ là chắc nó bị quở, cho nên tôi có mời thầy lại cúng cho nó uống nước phép rồi. Tôi làm vậy cũng chỉ vì lo cho nó thôi mà. Dạ má nói đúng rồi đó cha, tại con với má thấy bé Phúc không có nặng nên để ở nhà chăm sóc được. Tại Dượng Út với thím Tư cố mừng cho lớn chuyện vậy đó cha. Mày im đi. Con nhỏ sốt cao như vậy á mà hai người không cho đi, không cho mời thầy Lan về đây, rồi cho nó uống ba cái nước gì á, mê tín dị đoan như vậy. Nếu mà xảy ra chuyện gì á, con nhỏ mất nè rồi hai người có chịu trách nhiệm không? Còn bà đó, phận của bà là bà hội đồng, bước ra đường á là kẻ kính người yêu. Có ai ngờ đó bụng dạ của bà lại tàn nhẫn như vậy. Với dầu á, bà ác với lại người ngoài đi, tôi còn suy nghĩ chăm chút cho bà. Đằng này bà ác với người nhà, ác với cháu ruột của bà, con dâu của bà, con rể của bà. Rồi bây giờ bà như vậy á, rồi tôi còn căn cớ gì mà tôi binh vực cho bà nữa hả? Tôi nói cho bà biết, từ ra về sau tôi cấm bà ra khỏi phòng. Đến khi nào có lệnh của tôi tha cho bà thì thôi. Còn con Loan nữa, dạ, phải tự lo công việc của mình, không có nhờ người ăn kẻ ở nữa. Con Phụng với con Dung, dạ, phải lo chăm sóc cho vợ của thằng Tư. Tại sao con phải chăm sóc cho chị ta cha? Nhưng mà tụi con đâu có tội gì đâu mà cha phải phạt vậy? Phải phạt như vậy là đúng rồi. Tội của bay á là hùa theo má của bay á, hành hạ người khác. Phàm á là người trần mắt thịt, ai lại không có chút ích kỷ gì mình? Vậy vì người mình thương, rồi ngày sau thể nào ông cũng sẽ hiểu vì cớ chi á mà tôi lại mần ra cớ sự như vậy. Mày còn đứng đó hả? Dạ. Con ở đó. Mẹ em. Cha cũng thay má bay đặng xin lỗi hai đứa. Xưa nay cha cũng xui xị theo ý của má bay, cố là để cho nó yên nhà yên cửa. Riết rồi bà cậy quyền cậy thế mà hạch hỏi ép uổng hai đứa nhiều quá. Mà nè, cha mong là hai đứa rộng lòng bỏ qua cho má bay, rồi bà sẽ thấu được tâm tình của hai đứa mà thay đổi tánh tình. Dạ.
Đứng lên đi con, đứng lên. Tôi nói câu chuyện này ra, hai người đừng có nói cho người thứ tư biết nha. Ừ, đối mặt luôn nha. Nói đi. Trời ơi, tôi á là chính tay tôi nghe được nè. Ừ. Dượng ba học với lại mợ hai á là Dượng Út. Ừ. Dắt mợ tư bỏ trốn đó. Thôi. Ghê chưa? Trời ơi, ghê dữ vậy. Bực mình ghê. Tôi thấy cha xử không có công bằng chút nào hết trơn á. Vậy chuyện gì? Thì chuyện con Thảo với thằng Tú đó. Cha mừng vậy á là công minh mà. Công minh hả? Công minh phạt tôi với má mà gọi là công minh hả? Trong khi đó nói với thằng Tú bỏ đi mà cho là trong sạch. Con bé Phúc nó bệnh nên thím Tư với Dương Út mới đưa nó đi thôi. Chẳng phải mình chứng kiến từ đầu tới cuối hay sao? Mình đó lúc nào cũng biết binh nó thôi à. Thật ra tôi là vợ mình hay cô Thảo là vợ của mình? Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi. Chẳng hiểu lúc trước sao tôi lại ngu muội lấy một người nhu nhược giống như anh vậy chứ. Anh. Ê trời ơi. Em làm cái gì vậy? Lỡ lại thấy được thì sao? Có ai đâu, em đã nhìn kỹ rồi mà. Thì cũng phải cẩn trọng chứ, đâu có thể được như vậy. Người ta nhớ anh mà. Anh biết, nhưng mà em cũng phải cẩn trọng nghe. Lỡ mà người khác thấy được thì không có nên đâu, hiểu không? Ừ, em biết rồi. Thôi à, tôi có chuyện, tôi vào trong trước. Mình. Ừ? Hồi nãy ở ngoài giường á, hai người nói chuyện gì mà thấy có vẻ hợp ý với nhau quá vậy? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà, có gì đâu. Sao thấy em á thì hai người có vẻ không tự nhiên. Mình bị nhạy cảm quá rồi đó. Có gì đâu mà không được tự nhiên. Anh chỉ đứng lại nói chuyện bình thường thôi. Mình bị làm sao vậy? Mình đi đâu vậy? Anh đi ra cửa tiệm. Giờ thay đổi thật rồi. Tự dưng khi không bắt mình phải canh chị ta, đúng là phiền phức thiệt chứ. Dạ mợ Tư nhỏ, thuốc của mợ Tư lớn em để ở đây, khi nào mợ Tư lớn tỉnh mợ cho mợ Tư lớn uống nha mợ. Cái gì? Bộ tao là ở đợi cho chị ta hay sao mà dám sai tao vậy hả? Dạ con có dám đâu, con chỉ mừng theo lệnh của ông thôi. Công nhận chị đóng kịch cũng giỏi ghê á. Tối hôm qua thì mới cùng tình nhân bỏ trốn, bây giờ thì nằm đó mà rên. Mợ tôi lớn bị đánh như vậy, ngồi dậy sao mà nổi được, thử mợ bị coi. Mày câm, đây là chuyện của chủ cả, mày là đầy tớ ai cho mày xen vô. Nở, em xuống nhà mừng công chuyện đi. Dạ mợ uống thuốc cho mau khỏe nha mợ. Ừ. Gớm thiệt chứ, đúng là cùng thân phận nghèo hèn có khác, bên nhau ghê chứ. Còn cô nữa, cô đi ra ngoài đi, để cho tôi yên. Bộ chị tưởng là tôi khoái ở đây lắm hả? Tại cha biểu cho nên tôi mới vô đây thôi đó. Con là động lực để má tiếp tục sống trong cái nhà này đó. Bởi vậy con phải luôn khỏe mạnh nha. Dạ cô Út, bên ngoài có người đàn ông muốn gặp cô. Người đàn ông? Dạ. Tại sao vậy? Tại sao anh còn dám tới đây kiếm tôi mừng chi chứ? Anh nhớ em tới thăm em thôi, em làm gì mà cáo với anh dữ vậy?
Anh còn mặt mũi tới đây kiếm tôi nữa hay sao vậy? Anh biết là anh sai, nên anh xin lỗi em. Lúc đó anh bị bỏ bù mê thuốc lú nên mới đối xử tệ bạc với em. Nhưng mà sau khi anh về nhà nằm suy nghĩ lại, anh thấy mình rất nhớ em, không thể sống thiếu em được. Tôi với anh hết rồi, anh đi về đi, đừng có mà mộng phiền tôi nữa. Đi đi. Em tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi bạc tình bạc nghĩa. Tôi sẽ nói cho mọi người biết con gái út nhà ông hội đồng có tình nhân bên ngoài, để coi lúc đó gia đình của cô đối diện với người thiên hạ ra sao. Anh dám à? Có chuyện chi mà thằng Thái này không dám mần hả em? Có muốn thử không? Anh đừng quên, tôi với anh là hai giai cấp hoàn toàn khác nhau. Tôi đường đường là con gái của ông hội đồng, giàu có nhất cái xứ này. Còn anh là ai? Anh chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi. Thử hỏi, lời anh nói thì ai tin? Nếu cậy quyền thế thì tôi có quyền kiện ngược lại anh. Lúc đó anh coi chừng đi tù mọc không? Nếu như tôi tìm đến chỗ chồng cô mần việc, tôi kể hết sự tình của tôi và cô, không biết chồng cô nghĩ gì. Một thằng đàn ông mà bị cắm sừng to đùng như vậy, liệu nó sẽ phản ứng ra sao? Anh đừng quên, tôi với anh ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Cũng tốt, nếu như vậy thì tôi ly dị, tôi càng thoải mái. Nếu đã vậy thì tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh rồi. Ý của anh là sao chứ? Có điều này có lẽ là em chưa biết. Điều gì? Thật ra thì mỗi lần chúng ta ân ái với nhau sẽ có một người chứng kiến tất cả sự việc. Nếu tôi kêu người đó ra đối chất và làm chứng cho chuyện tình của chúng ta, thì lúc ấy cô có ba đầu sáu tai cũng không thoát được sự thật ngoại tình. Anh đang hù tôi đó hả? Trước giờ em có thấy anh hù em bao giờ chứ? Nếu em không tin, anh sẽ cho người đó diễn kiến gia đình em, thì lúc đó em sẽ ra sao? Một khi anh đã bằng việc đó rồi, cũng không thể cứu vãn được đâu. Em có muốn thử không? Anh là đồ tôi, anh dám đối xử với tôi như vậy đó hả? Võ quýt vậy còn có móng tay nhọn mà cưng. Anh bằng vậy cũng chỉ là muốn phòng thân thôi. Nhưng nếu như em đồng ý quay lại với anh thì anh đâu nỡ bằng khó dễ với em đâu. Anh cũng biết bảo vệ danh dự cho gia đình người yêu mình lắm. Thôi được rồi, anh đi về đi. Lúc khác tôi sẽ nói chuyện với anh. Cưng đúng là người tình lý tưởng của anh mà. À, mấy ngày qua anh buồn chuyện của em, anh tiêu xài hết tiền rồi. Em cho anh vay một ít đi. Tôi chỉ còn bấy nhiêu đây thôi, cầm lấy đi. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nha. Nhưng nhớ mang nhiều tiền cho anh nha cưng. Anh đi nha. Vừa ngút thấy vậy mà không ngờ cũng trăng qua ghê chứ. Nhưng mà đàn ông cho dù có trăng qua thì tất cả cũng là do con đàn bà lẳng lơ mà ra thôi. Nếu như mà chị ta không quyến rũ thì Dương Út cũng đâu có như vậy đâu, đúng không cô Út? Tất cả mọi chuyện là chị ta hết chứ còn ai nữa. Trời, Linh ghê chưa kìa, mới nhắc cái là tới liền. Kiểu này chết chứ không dám cúng luôn quá. Chị đứng lại. Chị đúng là đồ mặt dày mà. Đã có chồng có con rồi mà còn đi dụ dỗ quyến rũ chồng người khác nữa hả? Nè cô Út, cô ăn nói cho đường hoàng nha. Chị đâu có tử tế gì đâu mà tôi phải nói chuyện đường hoàng với chị chứ. Đã có lỗi rồi mà còn bày đặt cao giọng nữa. Còn cô, cô nhìn lại mình xem cô có gì tốt không mà đi phán xét người khác. Cô Út, nếu như mà thật sự tôi với chồng cô có tư tình chi với nhau á thì chúng tôi không có ở đây để cho cô xài xể đâu. Cô là người quan có học đàng hoàng, ăn nói chi á cũng phải suy nghĩ trước sao. Đừng có để người khác giật dây mình như vậy. Nè, nè, cô đứng lại cho tôi. Cô còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa hả? Cô đứng lại cho tôi.
Cô Út, coi miệng lưỡi của cô ta kìa, đành đá ghê chưa. Vậy mà ai nói là hiền đâu. Nếu như mà cô Út không cao tay trừng trị ả, coi chừng có ngày mất chồng như chơi đó. Ủa, cậu Tư hả? Cậu đi từ trưa hôm qua tới giờ mới về luôn đó hả? À, hèn gì, hôm qua cả nhà trộn rộn quá trời luôn mà không thấy mặt cậu đâu hết. Dù gì có cái gì mà trộn rộn cả nhà dữ vậy. Mà nghĩ cũng ngộ nha, mỗi lần tôi vắng nhà, tôi không có ở nhà là ở nhà xảy ra chuyện xào xáo à. Mà thôi, không sao đâu, cha má cũng xử lý xong hết rồi. Nhắc lại thì cũng không hay đâu, thà như cậu không biết vậy mà hay. Mà mắc chi không cho tôi hay vậy. Anh đừng có nói lấp la lấp lửng gì nha, tôi không có ưa mấy cái chuyện đó đâu nha. Thôi được rồi, cậu muốn biết thì tôi sẽ cho cậu hay, để sau này cậu không có trách tôi là cậu không nói tôi là bưng bít cái chuyện gì hết. Hôm qua vợ của cậu Tư với lại Dương Út lén lút dắt nhau bỏ trốn, không chừng tình cũ không đủ cũng tới đó. Cái gì? Tụi nó dám làm cái chuyện động trời như vậy à? Khốn nạn, dám bỏ nhà theo trai hả? Mình đừng nói cái gì vậy. Nói cái gì? Chẳng phải tối hôm qua cô và thằng người yêu của cô dắt nhau bỏ trốn đúng chưa? Mình không biết gì thì đừng có vu oan cho chúng tôi. Ha, chúng tôi hả? Nghe mùi mẫn ngọt ngào quá ha. Tôi nói cho mình biết, con Phúc nó bị sốt cao, tôi phải ẵm đi gặp thầy Lan. Dưỡng Út thấy như vậy á, sợ má con tôi đi trong đêm có chuyện chẳng hay nên mới đi theo. Mình không biết gì á thì đừng có mà gieo tiếng ác như vậy chứ. Gieo tiếng ác cái gì? Trong nhà thiếu gì người ở mà cô không kêu đi theo? Tại sao kêu Dưỡng Út đi chung hả? Có tình ý chứ gì, muốn dành nhiều thời gian cho nhau đúng không? Mình, tôi hỏi mình, trong cái nhà này má đã ra lệnh là không được ai đi thì ai có ai dám đi theo cùng không? Mình không cảm ơn người ta thì thôi, mình đừng có gieo tiếng ác như vậy. Mình nhau ghê chứ ha, nếu như còn thương nó cuốn gói theo nó đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đi tôi ra. Tôi nói cho mình biết, mình không có quyền sử dụng tôi như vậy. Không có quyền sử dụng hả? Tôi giết con, bỏ nhà theo trai nè. Khốn nạn à, khốn nạn mà. Khốn nạn, tôi giết con. Khốn nạn, dám bỏ nhà theo trai hả? Em thấy mình cứ bị hai người đó thông đồng qua mặt hoài à. Em thấy thương mình quá. Em thấy trước mắt từ rài, mình nên liệu tính tách hai người đó ra trước đi, rồi về sau tính tiếp. Chỉ cần lửa không gần rơm á thì làm sao mà bén được chứ. Mình thấy có hiệp ý không? Nhiêu đây thôi á hả? Tôi chỉ còn có nhiêu đây thôi à. Nghĩ sao nhiêu đây mà ngân được cái gì? Anh không lấy thì thôi. Cô giỡn mặt tôi đó hả? Hả? Anh nói gì hả? Thả tôi ra. Hôm nay cô dám trả lời tôi hả? Buông ra. Trả lời nè. Khốn nạn, dám mà nói gì hả? Chơi như mày. Cha ơi, má ơi. Cũng may là sáng nay cha bay đi ra ngoài, cho nên ta mới ra đây cho thảnh thơi, chứ nằm hoài trong phòng mệt muốn chết hả? Mà con thấy cha cũng thiệt là bất công. Má thay cha trị cái gia đình này thì bị kết tội, còn hai người bỏ trốn kia thì lại vô tội. Thôi đừng bàn tán mấy chuyện này nữa, càng nhắc càng thấy bực mình hả? À dạ. Mà sáng giờ bà thấy em Phụng đâu không? Dạ con không thấy, chắc là cô Út đi ra ngoài gặp bạn rồi đó má. Mà con thấy dạo này cô Út hay chân diện đi ra ngoài lắm đó má. Đàn bà có chồng rồi mà chân diện nữa, lại thường hay ra ngoài, người ta thấy được người ta dị nghị chết.
Thưa má, con mới về. Bay đi đâu về đó? Con đi ra ngoài mua ít đồ thôi mà má. Cô Út, mặt cô bị sao vậy? Chàng ơi, bay bị sao mà cái mặt bầm tím vậy hả? Con đi đứng không cẩn thận, cho nên con bị té thôi mà má. Nhưng mà cô đi đâu để cho bị té? Má, con vào trong nha. Nè, cái con này nó làm sao vậy cả? Hình như là cô Út có chuyện gì đó giấu mình đó má. Chào Dương. Anh ba ngồi chơi. Đêm hôm nhà có chuyện, sao tôi không thấy anh vậy anh ba? Đêm hôm qua thì tôi hơi nhức đầu, nên định bụng mới là uống một chút rượu để cho về ngủ. Ai dè đâu rượu thấm nhanh quá, say lúc nào không hay. Làm một giấc rồi tới sáng luôn, đâu có biết chuyện chi đâu. Vậy là số tôi đen đuổi rồi. Chứ hồi hôm mà có anh đứng ra phân xử thì tôi với chị Tư đâu có chịu hàm quan. Dương Út nói sao chứ, tôi có biết cái chuyện chi đâu mà đứng ra phân xử chuyện này chuyện nọ. Tôi biết anh ba là người trượng nghĩa, thấu tình đạt lý, nên nếu anh ba nói giùm vài lời á thì cũng có thể soi dịu bớt những nghi kỵ trong lòng má ít nhiều. Chỉ tiếc là tiếc là tôi say không đúng lúc, phải không? Cũng mong là anh ba say thiệt, chứ mượn cớ say mà hành người ngay hoặc là nói điều không đạo đức thì hổ mặt đàn ông lắm. Dương Út nói nghe thiệt là khó hiểu á. Tôi có làm gì sai đâu. Ê, Dương đừng có nói tôi á là tôi thấy Dương gặp nạn mà không chịu đứng ra ứng cứu đó nghe. Tôi làm sao mà có ý đó, chứ anh nói sao thì tôi thật tin vậy. Chứ tôi biết lòng có ngay, dòng người đời không thấu chứ trời Phật cũng hay mà. Dương Út nói trúng ý của tôi á. Vậy là sau này có người hiệp ý cùng với tôi bàn chuyện thế sự rồi. Cô lại bị té nữa hả? Cô đâu phải là con nít đâu mà sao cứ té sưng mặt hoài vậy? Tôi thấy hình như cô có chuyện gì giấu mọi người phải không? Anh đừng có mà truy xét người ta. Anh cũng có hơn gì tôi đâu, bày đặt trai với xét tôi nữa chứ. Tôi chỉ quan tâm cô thôi. Nếu tôi với cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi tra xét cô mừng chi cho nó mệt. Anh biết vậy hả? Vậy thì cũng tốt. Nhưng mà dù gì á, cô cũng là thân phận đàn bà yếu đuối. Nếu có chuyện gì khó khăn á thì cứ tâm sự với mọi người, rồi người ta có thể giúp đỡ cô. Chứ khư khư ôm một mình á sẽ khổ cái thân đó. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Má đây. Ôi con ngoan nha, ngoan nha. Con nít nó khóc, cái chuyện này thì đâu có ai muốn đâu. Thì thím cũng phải biết dỗ nó chứ. Chứ để nó khóc om sòm tối ngày như vậy, ai mà chịu cho được. Nếu mà chị sinh con á, chị cũng sẽ gặp cảnh như em thôi. Hay quá ha. Ý là thím nói tôi biết đẻ chứ gì. Dạ không, ý của em không phải như vậy. Ý của em muốn nói là ai mà có con nít thì cũng sẽ chịu cảnh như vậy thôi. Nói không biết sửa mà còn giống cái họng lên cãi lại nữa hả? Đồ có thứ vô học à. Cầm lấy.
Phải vậy, dễ thương hơn không? Anh ráng mà xài sao cho khéo á. Tôi không phải cái khâu bạc đâu à nha. Em không phải khâu bạc, nhưng mà tí má em thiếu gì tiền. Anh nói bậy bạ gì vậy? Làm sao mà tôi dám lấy tiền của cha má tôi chứ? Đến một ngày nào đó, tự khắc em sẽ mừng được thôi. Hả? Nó làm gì vậy? Phụng! Phụng à! Phụng! Phụng! Má! Con suy nghĩ chuyện chi mà má kêu con mấy lần con không nghe vậy? Có chuyện chi đâu má. Có phải là dạo này Cốt gặp chuyện chi phải không? Tôi thấy Cốt ốm đi nhiều rồi đó. Mừng gì mà có chuyện đó. Thật ra dạo này tôi không muốn ăn nhiều, tôi muốn người tôi nhẹ đi hơn thôi. Không có chuyện chi hết á. Con à, con có chuyện chi á thì con thổ lộ cho má với chị hai đây biết, để con biết đường mà giúp con. Con xin phép nha má. Ừ. Con chắc chắn là cô Út đang gặp chuyện chi đó khó xử, mà tại không có muốn nói ra thôi đó má. Ờ. Cô bị sao vậy? Nè! Nè! Cô bị sao vậy? Hả? Dạ. Dạ, mời thầy uống nước đi. Dạ. Chúc mừng cậu, mợ ấy đã có thai. Có thai? Dạ. Thầy nói sao? Tôi có thai sao? Ừ. Dạ con mời thầy. Ừ. Dạ thưa bà, dạ, thầy Lan khám xong rồi. Nó bị gì vậy thầy? Chúc mừng bà, mợ ấy đã có thai. Hả? Ờ, cái gì? Sao hôm bữa ông nói là nó không thể có thai được nữa, bây giờ lại có thai là sao? Ờ, chuyện này cũng khó nói lắm. Có những trường hợp đặc biệt như mợ nhà. Trời, đẻ cái gì mà đẻ như gà vậy trời. Sao cô ta lại may mắn như vậy chứ? Về điểm này á là bay phải học hỏi con Thảo đó. Tôi đâu có dạy mà trở thành cái máy đẻ cho nhà mấy người. Thầy, mà thầy coi kỹ chưa? Nó có thai thiệt hả? Tôi đã bắt mạch để kiểm tra mợ ấy mấy lần rồi, không lầm được đâu thưa bà. Đây, tiền của thầy. Dạ. Cảm ơn thầy. Xin phép bà. Dạ cảm ơn thầy. Tôi về. Nếu mà như vậy thì lần này á, mình phải nói với mợ Tư là phải cẩn thận mới được. Đừng có để giống như cái bào thai lần trước thì nguy hiểm. Có chắc gì đã sinh con trai đâu chứ. Biết đâu lần này nó sinh được con trai. Nhà này có người nói giỏi rồi đó. Chuyện cô ta đúng là tên xứ quẩy. Tưởng đâu hết đẻ được, ai về đâu bây giờ lại có bầu. Tình bất ngờ đúng là khó chịu thiệt. Nếu cô ta mà sinh ra con trai á, thì địa vị của anh chị sẽ không được an toàn đâu. Mà chị à, chẳng lẽ chị đẩy má con cô ta sau này thừa hưởng số tài sản đó hay sao? Không có đời nào hết á. Sao ông mới đi mà về sớm vậy? Sớm trễ hỏi làm chi. Tôi chợt nhớ là tôi có một chút chuyện, tôi quay trở lại được không? Còn bà kìa, bà đi đâu mà áo sống rồi về diện mà chỉnh tề dữ vậy? Đâu có. Tôi buồn buồn cho nên đi tới đi lui ở trong phòng cho anh đỡ buồn vậy mà. Mận gì buồn? Buồn rồi thay đồ đi tới đi lui vậy đó hả? Bà đừng có quên là bà đang chịu cấm túc đó nghe chưa? Không được rời khỏi nhà. Bà đừng có giở trò sau lưng tôi đó.
Tại ông không cho tôi ra ngoài cho nên tôi mới mặc đồ đẹp vậy nè. Rồi tôi đi tới đi lui, tôi ngắm nghía cho anh đỡ buồn. Từ hôm ông cấm tôi không cho tôi ra khỏi phòng, tôi buồn, tôi chán muốn chết luôn vậy à. Mà tôi cũng không hiểu sao á, tại sao vợ chồng mà ông đối xử với tôi như vậy chứ hả? Tôi phạt như vậy là còn quá nhẹ đó. Chứ nếu mà tôi thẳng tay á, không phải vậy đâu. Cái việc mà bà Mừng với cháu của mình á, tôi cũng không hiểu sao. Tôi không thể nào chấp nhận được. Nè, bà không thấy mình quá độc ác hả? Ông nói vậy là oan cho tôi quá đi. Tại tôi không nghĩ là nó bệnh nặng như vậy. Tôi không hề cố ý. Dầu gì nó cũng là cháu của tôi mà, sao tôi có thể đi hại cháu của tôi được chứ? Vậy mà bà vẫn mừng. Tôi hiểu bà quá mà. Chính vì nó là con gái của con Thảo cho nên chưa bao giờ bà nghĩ đó là cháu của bà, cháu ở trong nhà này. Vì chính vì vậy bà mừng thẳng tay với nó như vậy. Dạ thưa cha, cơm canh con đã chuẩn bị xong rồi, con mời cha ra dùng. Cha ra liền. Dạ. Còn phần của má, chị hai nói là chị hai sẽ mang vô cho má. Khỏi, ta không ăn đâu. Nói con lon khỏi bưng vô đi. Dạ. Sao kỳ vậy? Bà giảm cân hả? Hay là bà phản kháng với tôi? Giảm cái gì mà giảm chứ. Ông giam người ta ở trong phòng không cho ra ngoài, có ăn vàng cũng không ngon nữa. Chừng nào mà tôi thấy sự thành tâm của bà, sự hối hận của bà, lúc đó tôi sẽ trả tự do lại cho bà.